À. Dám giết con trai tôi, con dám tặng đầu người, nếu tôi biết kẻ giết người là ai, ta sẽ xé xác hắn thành từng mảnh. Đầu rác rưởi, con trai tôi đã bị giết. Nói đi, bạn cũng không thể nhảy được vài ngày nữa. Vũ Thương Hải, đầu rác rưởi, tôi cho anh thêm 3 ngày nữa. Nếu không tìm thấy hung thủ, chỉ cần lấy ra của bạn thôi. Danh sách này có nghĩa là gì? có thể là một danh sách tử thần người ra tay sau lưng kia không chỉ giết thiếu chủ hơn nữa còn phải giết hết những người thân tín bên cạnh gia chủ danh sách tử thần nào tên sát nhân này hơi thở thật to muốn giết hết những người trong danh sách chắc ông già cũng có trong danh sách rồi ta muốn xem hắn giết ta như thế nào trần hữu công sau khi nhận được quà tôi tặng thì sao ông ly thật tuyệt vời máu nôn hết rồi vậy trần hữu công ngày thường kiêu ngạo đây đúng là báo ứng của hắn. Con có trần hữu công nghị thúc trần bá con nói không tin ngươi có thể giết được hắn hừ. Nếu hắn không tin tôi có thể giết hắn, vậy người tiếp theo sẽ giết hắn. Các người làm gì ở đây? Chúng tôi đến đây theo lệnh của gia chủ. Chủ nhân bảo chúng tôi bảo vệ bạn. Cây gậy trong túi. Lão tử còn dùng các người bảo vệ. Có bao nhiêu người có thể làm tổn thương tôi? Tất nhiên anh không cần họ bảo vệ, bởi vì dù có bao nhiêu người cũng không thể bảo vệ bạn. Ngươi là ai? Cháu trai ông đã cử rất nhiều người bảo vệ Chỉ ông. là sợ ta giết người. Cô vẫn chưa nhận ra tôi là ai sao? Ngươi là kẻ giết Satoe. Bạn nói sao? Con trai, có vẻ như con đã lẻn vào đây từ lâu rồi, chỉ muốn ám sát tôi. Nhưng người vĩnh viện không biết đối tượng ngươi muốn giết là tồn tại như thế nào. Toàn bộ tinh linh có bản lĩnh giết người của ta không quá một cái tát. Mày là cái quái gì vậy? Nếu chủ động đưa đến cửa, vừa vặn tôi sẽ hạ gục bạn, báo thù cho Trần Uy. Đối phó một tên nhóc như người cũng không cần ta tự tay ra tay. Các người đi bắt hắn đi. À... Con kiến như vậy dám động thủ với ta. Lạ thật. Ta thậm chí còn không nhìn rõ hắn ra tay như thế nào. Chúng ta cùng nhau ra tay. Hú. Đây là thủ đoạn gì vậy? Sức chiến đấu như vậy ai có thể ngăn cản được hắn? Ta trần ra vì sao lại đắc tội với cường giả như vậy? Mày là ai? Gia đình Trần của tôi đã làm phiền bạn như thế nào? Bạn hỏi làm thế nào để giúp phạm tôi? Bạn còn nhớ 5 năm trước nhà họ Lý ở Sở Châu không? Ngươi còn nhớ vợ chồng Lý Bắc Vũ bị ngươi và cháu trai ngươi giết không? Vậy tôi hỏi bạn rốt cục Lý gia đã đắc tội với bạn cái gì? Chỉ vì một hạt vỡ, ngươi muốn tiêu diệt Lý gia mãn môn? Chẳng lẽ ngươi là cái kia Lý Hiên? Làm sao có thế? Làm sao anh còn sống được và có sức mạnh như vậy? Tôi sẽ cho anh biết một bí mật nữa. Thực ra liên minh người tu luyện cũng bị ta tiêu diệt. Thực lực của ta chính xác mà nói hẳn là cấp độ thần thoại mà các ngươi nói trong mắt người cao tại thượng phùng giáp thực lực rất mạnh. Nhưng theo ý kiến của tôi, cả trái đất có thể bị hủy diệt. Chủ nhà không tốt rồi, sư phụ thứ hai đã chết. Cậu nói gì? Chú tôi chết rồi. Chú hai là sức mạnh gì? Mạnh mẽ bẩm sinh, nhìn ra toàn bộ tinh linh đều là số ít cao thủ. Chết rồi. Điều quan trọng là những gì đã xảy ra sau khi danh sách nó vừa được gửi đến. Đối phương đây là định cung trần gia không chết không thôi bên kia sao không chọn ra tay với tôi chẳng lẽ hắn có chút kiên kỵ đối với thực lực của ta đưa mọi người trong danh sách đó về ngay miễn là mọi người ở dưới mũi tôi đối phương nhất định không dám ra tay mê mông chủ nhà trần hân bị giết rồi mê mông chủ nhà không tốt rồi nhị ca cũng bị giết rồi trong thời gian ngắn giết chết nhiều người như vậy của trần gia ta đối phương nhất định không phải một mình ta ngược lại xem rốt cuộc là thế lực nào dám khiêu khích trần gia ta như vậy Bên ngoài nhà có một thanh niên. Hắn nói là hắn giết thiểu gia. Con nói muốn giết trần gia của ta. Tôi không thể tìm ra kẻ đã giết con trai tôi. Bây giờ chủ động đưa đến cửa rồi. Hắn chắc chắn không đến một mình. Dám đến nhà khiêu khích. Sợ là âm thầm mai phục không biết bao nhiêu lực lượng. Lập tức đi tập hợp tất cả cường già của trần gia. Hôm nay ta không chỉ muốn báo thù cho con trai. Càng phải để cho toàn bộ tinh linh biết kết cục đối nghịch với trần gia ta. Lý tiên sinh chính là phải chờ người đen tất cả mọi người tập hợp lại mới động thủ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ cao thủ của trần gia hẳn là toàn bộ đều tụ tập đầy đủ rồi vậy thì đến lúc phải làm rồi tiểu tử chính là người nói muốn tiêu diệt chúng ta trần gia đội đi bạn thực sự có một giọng điệu lớn tôi sẽ hạ anh ngay bây giờ tình huống này là gì vậy Trần Hữu Công, tôi đến đòi nợ. Tình huống gì? Chúng ta trần ra mấy trăm tên cao thủ. Làm sao hắn vào được đây? Chẳng lẽ nói trần ra mấy trăm tên cao thủ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã bị hắn toàn bộ giết chết? Trần Hữu Công, người đã nghĩ ra cách chết chưa? Đây là tồn tại như thế nào? Một tiếng mạnh uống liền khiến thiên địa cười. Chủ nhân, đây là cái gì? Gia đình Trần tôi đã đắc tội với Chúa. Bộ dáng của bạn sao cảm thấy hơi quen thuộc nhưng không thể nhớ khi nào càng không nghĩ ra được gia đình trần của tôi đã khiêu khích bạn như thế nào trần vĩnh công ngươi còn nhớ 5 năm trước sở châu lý gia à trước đây tôi nghe báo cáo của thống đốc sở châu biết được lý hiên đã trở tôi về tôi không quan tâm nhưng tuyệt đối không ngờ lý hiên lại có được bản lĩnh như thần ma như vậy Cha đừng giết con, tất cả đều là nhà Phong. Là nhà họ Phong, chỉ là tôi, làm tôi như chỉ phải là tôi chỉ là một người tiền mã. Phong gia đương nhiên phải chết, nhưng anh đã tự tay giết cha mẹ tôi, mày nghĩ mày còn sống không? Những gì tôi hứa với bạn đã được thực hiện, từ hôm nay anh được tự do, cảm ơn ông Ly. Mê măng, thế hệ trước không đủ năng lực. Sao vậy? Tập đoàn Bắc Phủ hôm qua đã bị người ta phong tỏa. Trên danh nghĩa là nguồn sống do tập đoàn Bắc Vũ sản xuất không đáp ứng tiêu chuẩn. Thực ra là bút của phủ thống đốc. Nhận được sự can thiệp của phủ thống Nhưng đốc. Nhưng đối phương lại căn bản không cho ta mặt mũi. Phủ tổng đốc là thống đốc mới của sở châu. Đúng vậy, phía sau thống đốc Chu Châu hiện tại là Choi Ghi có nền tảng của thủ đô. Căn bản không để sức mạnh địa phương của sở châu vào mắt. Tôi đi cầu xin hắn còn đe dọa nếu hoàng gia dám không nghe lời hãy để hoàng gia bị loại khỏi chu châu thống đốc chu châu nhậm chức ra lệnh cho tất cả các lực lượng đi đặt đầu rồng nhưng chỉ có bạn không đi bị hắn hận cô nói với anh ta là tôi cho anh ta nửa ngày nếu tập đoàn bắc phu vẫn chưa mở cửa họ của tự chịu cái này bắc ngũ tập đoàn lý hiên thật to gan dám đe dọa tôi hắn thật sự muốn chết chả ta mệnh lệnh cho ta phong tỏa bắc ngũ tập đoàn đến tận trời hoang đất già tôi muốn xem ai đã chơi với ai đúng vậy, còn có phát ra hài hước thì nói tôi muốn dọn dẹp tập đoàn Bắc Mũ. Lần này ta muốn giết thất tình hầu, mượn Bắc Mũ tập đoàn gây chấn động toàn bộ Sở Châu, hay cho họ biết ai mới là vua của Sở Châu. Tôi sẽ làm ngay. Tiểu Hiên vừa có hơn một chục công ty cùng đưa ra tuyên bố, Lên án à nhóm Bắc Nam, còn bôi nhọ nguồn sống của tập đoàn Bắc Mũ chúng ta. Nói xong toàn là sản phẩm ít lừa đảo, ghi lại tất cả các công ty lên án tập đoàn Nam Bắc. Sau này từ từ tìm họ giải quyết tài khoản. Về phần Choi. Tôi đã cho anh ta một cơ hội, hắn không trân trọng. Vậy thì chết đi. Thôi Khải, không phải anh muốn trấn áp tập đoàn Bắc Ngũ đối phó với Lý Hiên sao? Giờ tôi đến đây. Ngươi chính là Lý Hiên. Ngươi dám xong vào phủ tổng đốc. Ngươi muốn chết sao? Tin hay không, tôi sẽ bắt anh và bán anh. Mê mơ, sợ bạn không có cơ hội ta không này có thủ án với ngươi. Ngươi dám đến gây rồ với ta. Tôi thấy bạn không vui thì làm bạn bị sao vậy? Hạ hắn xuống cho tôi. con trai, con xong rồi, chú ba đến rồi, thường thì sự tức giận của gia đình cho sẽ đổ lên người bạn. Chú ba cốt thu đám dân ngỗ ngược này cũng quá kiêu ngạo. Chú ba, sao chú lại đánh cháu? Bạn là ông Ly phải không? Là tôi kỷ luật không nghiêm khắc, tôi nhất định sẽ cho bạn một lời giải thích. Nhà cho cho đưa bạn đến Thành Châu làm thống đốc là muốn bồi dưỡng bạn. Nhưng anh đúng là rác rưởi. trước khi đến Thành Châu cũng không hỏi về tình hình ở Thành Châu sao. Ở Thành Châu, ông Lý mới là chủ nhân thực sự. Người tiền nhiệm Jack Min bị giết vì chọc giận ông Ly. Phía sau hắn kim lăng trần ra ngay hôm qua bị người diệt đầy cửa. Đoán xem đây là tay cầm của ai? Cái gì? Có phải là Lý Hiên không? Ông Ly, máu của ông ấy không biết có thể làm dịu cơn giận của ông không? Ông Lý, chú ba, xin hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi. Tôi đã cho anh cơ hội, bạn không trân trọng. Bây giờ mới biết sợ muộn rồi. Lần này đi kinh thành không gặp khó khăn gì đâu phía sau tôi cũng có người họ không thể chạm vào tôi tôi chỉ được chuyển đi để đối phó với ông thưa ông nhưng làm sao họ biết tôi không đủ tư cách làm người ủng hộ ông chủ không sao đâu đúng rồi tôi sẽ sớm đến kinh thành thông tin của nhà họ phùng bạn chuẩn bị cho tôi một bản sao được rồi ông Lý chị Tuyết cho bạn biết một tin tốt tôi sẽ quay lại sớm thôi lần này không ai có thể ngăn cản anh cưới em còn muốn tên Lý Hiên kia dám giết Tiểu Hà bảo nữa? anh ta chuẩn bị đầu ea Kỳ Yến Lý Tuyên Hòa chỉ giết hạ hà, hà, xem ngươi còn không biết các ngươi tể ra sớm đã bị Lý Tuyên diệt đi. Tế Yến này vốn không phải là một thứ, nếu để Kỳ Diễm biết được thực lực hiện tại của Lý Hiên, vậy thì sợ hắn không dám quay lại. Kỳ Diễm Lý Hiên là cháu trai của tôi, làm ơn để anh ấy đi. Con cháu trai của bạn thì sao? Đắc tội thì tôi phải chết. Không ai có thể chống lại ý chí của Phalaxis của tôi. Tôi muốn anh lấy cả gia đình hoàng dã tặng tôi làm của hồi môn. Tất nhiên, nếu anh từ chối, tôi sẽ để cả gia đình hoàng dã được chôn cùng. Muốn em lấy anh? mơ thấy nước giặt bạn luôn dựa vào sự ưu ái của sư phụ vô luật pháp muốn ép em lấy anh em muốn anh biết thế nào là tuyệt vọng ừ tiểu tiên kia tề yên nói muốn trở về còn bảo tôi gà cho hắn con nói muốn giết gì cậu đừng sợ có tôi đây chỉ cần hắn dám trở về tôi đã để anh ta biến mất năm... Không ở năm năm trước lý gia phế vật lại có thực lực như vậy có thể tiêu diệt liên minh người tu luyện và trần gia chỉ tiếc kẻ thù của ngươi là nhà họ phùng hôm nay chúng tôi đến để đưa bạn lên đường Hừ, người nhà phùng đến cũng nhanh lắm chỉ là chi phái như vậy mấy kẻ tô minh qua tướng liền muốn tới giết ta thật buồn cười tìm chết Ông Lý, đây là người nhà họ Phùng ở Kinh Thành. Không ngờ người nhà họ Phùng ở Kinh Thành lại tìm thấy trên đầu ông Lý nhanh như vậy. Bắc Kinh Phùng ra chờ ta xử lý tốt chuyện của gì ta liền đi lấy mạng chó của bọn họ. Đúng rồi, ông Lý. Lần này tôi được chuyển về Kinh Thành, sở dĩ có thể thoát thân nhanh như vậy là bởi vì tôi đã nói với ông chủ phía sau tôi về bạn. Hắn muốn gặp cô. Thân phận của chiến đào gì đã có thể so sánh với phong cương đại lợi rồi. Mà đại lão ở sau lưng hắn đó chính là nhân vật lớn có tư cách thống trị toàn bộ Long Quốc cho dù ngay cả choi già ở trước mặt nhân vật như vậy đều chỉ có run rẩy. Đây là một sự giàu quả đối với bất kỳ ai ở Long Quốc. Nói với ông chủ đằng sau anh là tôi không có thời gian gặp ông ta. Ông Lý này, ông có thể đợi một chút để tôi báo cáo chuyện của ông cho Bắc Kinh không? Coi như giúp tôi một việc. Chuyện xảy ra như thế này trước rồi lại xảy ra như vậy. Ha ha, ông Lý, xem đi. Lý Hiên, anh là người đầu tiên từ chối tôi, nhưng kẻ mạnh đều có sự kiêu ngạo của mình. Ta nghe chiến đạo nói qua chuyện của ngươi, chỉ là còn cần xác nhận lại với bạn một chút. Liên Minh người tu luyện thật sự là bị ngươi tiêu diệt. Còn gia tinh linh Trần thì sao? Cũng là người diệt. Cứ nói đi, tin tôi có chuyện gì vậy? Đừng nói những thứ vô dụng này. Lý Hiên, nghe nói anh đã hợp tác với nhóm dị năng rồi. Tôi hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ này. Khi cần thiết, tôi muốn nhờ bạn giúp tôi một việc. Bạn không cần phải vội vàng từ chối, ta có thể lấy điều kiện đổi lại ngươi ra tay, chẳng hạn như danh tính thật của cha bạn Lý Bắc Ngũ. Sao, anh biết cha tôi thực sự là ai? Nói cho tôi biết tôi có thể giúp bạn một lần. Nhưng nếu bạn dám nói dối tôi, dù bạn là ai, chỉ có một chữ chết. Ha ha ha, Lý Húc, Lý Hiên, xem ra ngươi vẫn không biết ngươi hiện tại cùng loại tồn tại nào đang nói chuyện phải không? Nhưng anh còn trẻ, tôi sẽ tha thứ cho anh lần này. Cha ngươi thật ra sinh ra ở kinh thành Lý Gia là con trai thứ ba của gia chủ Lý, chỉ là gia chủ của Lý gia, cũng chính là ông nội của bạn, dường như không thích bạn lắm. Nếu bạn đến kinh thành, càng đừng mong đợi anh ấy có thể cho bạn bất kỳ trợ lý nào và người đẹp nhà Phùng nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi có thể tiêu diệt gia tộc Tiên Trần, nhưng muốn lay chuyển nhà họ Phùng không dễ dàng. Mê mông, cha Lý Vĩ Vũ lại đến từ gia đình Lý gia hàng đầu Long Quốc, nhưng khi phụ thân bị giết chỉ có một người ra tay. Nếu là Kim Thành Lý gia sẵn sàng giúp đỡ, cha mẹ sẽ không chết. Rốt cuộc là chuyện gì khiến một người máu lạnh đau có thể trơ mắt nhìn con trai bị người giết chết? tôi không quan tâm là ai bất cứ ai đã từng ra tay với bố mẹ tôi họ đều muốn tất cả à không ngờ nhà tề của tôi lại bị người ta tiêu diệt rốt cuộc là ai mạnh dạn như vậy thực ra hội huynh đệ có phải là do lý hiên mà bạn nói lần trước không không thể nào mặc dù hắn đã giết tiểu hắn hà... làm sao có thể có diệt tề ra khả năng thì sao mặc kệ là ai tiêu diệt tề ra tôi sẽ xé xác anh ta thành từng cho mảnh. dù thực lực của đối phương mạnh hơn đây mới có kiếm tâm triệu huyền dực tiền bối đồng hành cho dù toàn bộ của rồng cũng không ai có thể giúp ta báo thù nhưng là hiện tại ta nhất thời lại không biết người hủy diệt tề ra của ta là ai vậy thì đi xử lý cái kia lý hiên và diệt thanh tuyết bây giờ tôi chúc. đi tìm diệt Thành tuyết các ngươi đi đánh gãy chân lý hiên mang đến cho ta sư huynh xin hãy yên lý tâm lý hiên giao cho tôi là được ngươi chính là lý hiên vâng tôi là sư đệ của tể yến sư huynh ta muốn mượn ngươi cậu tự gãy chân và đi với tôi đừng để tôi làm thế nếu không bạn sẽ tự làm khổ mình thật buồn cười khi để tôi tự gãy chân nếu bây giờ ngươi quỳ xuống tôi có thể cân nhắc để lại cho bạn một câu thơ đầy đủ cậu nói gì, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không nhìn thấy quan tài không? tôi khóc. muốn tiết kiệm chút thời gian vì bạn không biết xấu hổ về vậy khuôn chân mặt. tay của bạn tôi muốn rồi. à, Người ngươi cũng là người tu luyện, làm sao có thế? cho dù sư tồn cũng không mạnh như vậy, không phải anh nói muốn làm gãy chân tay tôi sao? Doanh nghiệp, bạn thực sự muốn chết? chị Diệp, em về rồi. tháng 11. 11 chị Diệp, trước đây em đã nói với chị rồi, đợi em về muốn cả nhà Diệp của chị. không làm biết đồ bạn cuối. đã sẵn sàng của hồi môn chưa? hừ, chúng ta dù sao cũng là anh chị em, bạn thật tàn nhẫn. còn muốn tìm tài sản của nhà Diệp ta? bạn nào tưởng hả? vì bạn không ăn rượu phạt. vậy thì đừng trách sư huynh, ta vô tâm rồi. hú. không ngờ sư muội ngươi rời khỏi quận côn luân không báo lâu lại đột phá đến cảnh giới trước đó thảo nào dám nói chuyện với tôi cũng cứng rắn như bắt vậy quá sư huynh ta bây giờ chính là lúc trước gương đỉnh phong tôi quen nói về anh rồi trước khi đến ta đã bảo sư đệ thạch hưng vũ đi bắt tên lý hiên đó rồi tính toán thời gian sắp về rồi hắn dám giết ta xuống sông chờ một chút tôi sẽ lột ra hắn ngay trước mặt bạn hừ anh bảo thạch hưng vũ đi bắt lý hiên vậy rồi. thì anh ta thật là quá đẹp chữa chết haha ha sư muội ý bạn là thực hành với sư đệ còn không thể đối phó với cháu trai của bạn sao? Xem ra ngươi còn không biết thực hành cùng sư đệ sau khi ngươi rời đi đã có đột phá rất lớn hắn hiện tại đã là tông sư tiến đỉnh cao rồi. giờ anh vẫn nghĩ anh ta sẽ chết sao? mê mơn, vị thạch sư đệ kia của ngươi của thật ta đã đưa hắn lên đỉnh rồi làm sao có thể? sao anh có thể giết hắn? mê mơn, nhưng thạch sư đệ luôn hành động kiêu ngạo cho dù ngươi có thể giết hắn cũng nhất định là chúng tiền quý của ngươi người giết sư đệ đệ ta ta muốn ngươi trả mạng tình huống này là gì tôi căn bản không nhìn rõ lý hiên hắn ra tay như thế nào không ngờ thời gian lại có cường giả này mê mơ có vẻ như tôi đã đánh giá thấp bạn nhưng bạn có thể làm gì nếu bạn mạnh hơn có kiếm tiền nào trắng chịu huyền nhất ở đây lấy thực lực của hắn coi như là toàn bộ long quốc đều không thể ngăn cản không ai có thể ngăn được trong mắt tôi chỉ là một tên Triệu Tiên bối mờ ngải ra tay giết con trai này Chàng trai, bạn thực sự không biết trời cao đất dày như thế nào? Bạn có biết tôi tồn tại như thế nào không? Làm sao có thế? Cho dù là ở quận Côn Luân Triệu Huỳnh Nhất cũng là nhân vật lớn hàng đầu Bây giờ lại bị một kẻ tát tập chết rồi Thực lực của ngươi là gì? Nhưng trước đây Diệp Thanh Tuyết rõ ràng cầu xin tôi tha cho Lý Hiên Diệp Tinh Tuyết sen ra ta là bị ngươi bày một đao, có cố tình lừa tôi về đây để chết phải không? Hừ, ngươi muốn cả nhà Diệp của ta làm của hồi môn của ngươi. Là bạn không nhân từ. Vậy thì đừng trách tôi bất công. Lý Quyên, nhà tê của chúng ta có phải bị ngươi tiêu diệt không? Công ty, bạn có nhớ những gì tôi nói trên điện thoại không? Tôi nói tôi sẽ lấy mạng anh. Bây giờ anh tự sát hay là để tôi ra tay? Muốn ta tự sát người? mơ mộng cho dù là chết ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Hôm, bạn cũng xứng đáng. chị Thanh Tuyết, tôi là nhất thời bồi rồi mới đi theo bên cạnh Kỳ Diễm. Làm ơn hãy do tay để Lý Hiên tha mạng cho tôi đi. Hừ, trước khi ngươi nhìn thấy Kỳ Diễm ra tay với ta, sao ngươi không cầu xin hắn tha mạng cho ta? Bây giờ mới biết cầu xin tôi tha mạng xong rồi. Bây giờ mọi thứ bên này đã được xử lý Kể xong tiếp rồi. chính là đi đến kinh thành tìm được thanh toán trước, sau đó lại tìm nhà phùng giải quyết tài các khoản. Các người có trách nhiệm bảo vệ con gái tôi khi tôi không có ở đây. Nhưng thực lực của các người quá thấp, ta đen tu sáu các người đều nâng lên gương trước đi. Cái gì? Cung giả đang chờ đợi các quốc gia long đều là người đứng đầu. Hiện tại chủ nhân nói để chúng ta đều đạt đến tiên thiên kính, điều này thật không thể tưởng tượng được. Chủ nhân, chúng ta thật sự có thể trở thành tiên thiên cung giả Tất sao? Nhiên, tôi nói nó có thể tự nhiên. Đừng nói là bẩm sinh, miễn là các người bảo vệ con gái tôi, ngay cả cảnh giới trên trời cũng có thể cho các người đạt tới. Cảm ơn chủ nhân. Phong giai đã sẵn sàng chịu chết chưa? Mê mông, đây chính xác là vị trí trụ sở của cung điện máu mốc. Nhưng sao ở đây không có ai? Lúc đó ta dùng thuật tim hồn trong ký ức của những người phân bố ở huyết ma điện Giang Nam, đúng là nhìn thấy nơi này nhưng là ẩn dấu huyết mốc điện vô số cao thủ Chẳng nha. lẽ là trước đó tiêu diệt huyết mốc điện huấn luyện căn cứ làm cho tổ chức sát thủ này phát sinh cảnh giác và chuyển vị trí sao? Ừ, anh là ai? Làm gì trước cửa nhà tôi? À, anh nói đây là nhà anh. Vậy người ở cửa hàng nấm mốc máu đâu rồi? Tôi không biết cửa hàng nào. Và anh là gì? dám nói chuyện với tôi như vậy. Cô biết tôi là Tốt nhất cậu nên trả lời câu hỏi của tôi. Trang viên này là nhà tôi mới mua. Về phân cửa hàng nấm mốc máu mà bạn nói, tôi thực Nhưng sự số không dư biết. số dư của ngôi nhà vẫn chưa được thanh toán. Tôi đến đây là người bán hàng đã hẹn với người bán để giải quyết số dư cuối cùng. Bây giờ anh ta ở đâu? Hắn đang ở trong sân. Bạn là người mà gia đình chu cử đến bàn giao phải Bạn không? Bạn là người của cửa hàng nấm mốc máu. Trước mặt tôi cũng muốn chạy. Chuyện gì vậy? Mê mơ, tôi là trưởng lão của cửa hàng nấm mốc máu, giết người vô số, vẫn là lần đầu tiên vậy gặp là phải tình này. Sao có đáng sợ như vậy? Thực lực ta lại không có sức phản kháng. Đã chết đến đầu rồi, còn nhiều chuyện nhảm nhí như vậy. Năm năm trước, hội trường tìm kiếm những người có tiềm năng. Mà Mạnh Thanh trước đã thu hút sự chú ý của họ, lúc đó còn có mấy phụ nữ bị bắt cóc cùng nhau. Sau khi kiểm tra, trình độ của Mạnh Thanh Thiến là tốt nhất, vì vậy... Nó không được gửi đến căn cứ huấn luyện Mà do chính chủ cửa hàng đào tạo Mạnh thanh thiền lúc đầu đấu tranh Chống cự nhưng đều bị đánh khắp người sau đó chủ cửa hàng của hội trường xuê ma lại lấy đoá đó làm lời đe dọa cuối dạ. cùng mạnh thanh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời và lại. chủ cửa hàng đó rất nóng tính rất tàn bạo mạnh thanh hiền thường xuyên bị hắn tát vào mặt huyết móc điện thật là đáng chết chị thanh em đến cứu chị đây Khung, cậu có biết chủ quán muốn cậu làm gì không các sới không biết nhân viên của chủ cửa hàng không biết đã phạm sai lầm gì căn cứ huấn luyện giang nam bị người ta phá hủy bạn đã kiểm tra lâu như vậy mà không tìm thấy gì tội gì mạnh thanh thiển đừng nghĩ rằng chủ cửa hàng này không biết rằng bạn luôn muốn thoát khỏi cửa hàng nấm mốc máu tôi nói cho anh biết nếu anh không muốn con gái mình chết cứ ngoan ngoãn làm việc cho tôi và tôi có một tin nhắn cho bạn người chồng mất tích 5 năm của cô đã về gì cơ lý hiên anh ấy đã trở lại rồi hắn không chỉ trở lại và bây giờ anh ta đã chiếm lại được nhóm nốt phóc biết được tin tức như vậy bạn có vui không muốn gặp anh ta phải không không có cửa ngay cả khi lý hiên trở lại nắm quyền tập đoàn bắc mũ vẫn là một con tiền đối với huyết ma điện nếu ngươi không nghe lời cái đầu của chồng cô và con gái cô tôi sẽ tặng cô như một món quà Cắt dưới của chủ cửa hàng tuyệt đối không dám có hai lòng làm ơn đừng làm hại con gái tôi xin đừng làm tổn thương lý hiên tôi sẽ giúp bạn làm việc tốt vậy thì tốt rồi nếu không họ của bạn biết đấy lý hạ thật sự là ngươi sao thanh thiền là tôi lý hạ thật sự là ngươi sao chị thanh là tôi Lý Hiên, ngươi dám xông vào Huyết Mốc Điện, ngươi có biết Huyết Mốc Điện là nơi nào không? Huyết Mốc Điện có thể cùng với Long Quốc đại gia tộc bên cạnh thế lực, bạn không nghĩ rằng bạn có thể chạy đến cửa hàng than thành phố để chạy hoang dã với sự hỗ trợ của đừng bà nói là bạn phải không? Cho dù là Hoàng Khương Thải đến cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hùng, Lý Xuân, tôi không thèm động đến anh. Không nghĩ tới ngươi lại muốn tới tìm chết. Lý Hiên đừng quản tôi. Bạn chạy đi, yên tâm dọn dẹp đi. Những con tôm nhỏ này vẫn không làm tổn thương tôi. Tôm nhỏ gì? các người đi giết hắn cho ta bí mật này và anh chết thủ thuật này đơn giản là khủng khiếp cho dù là ta cũng không phải đối thủ của hắn nếu anh bỏ vợ tôi làm cho con gái tôi mất đi tình yêu của mẹ, ông còn đánh đập vợ tôi. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng. À. À. Lý Hiện nói cho tôi biết 5 năm qua bạn đã đi đâu? Mày là thằng Hèn à? Tôi bị ám sát trên đường về nhà. Nhưng tôi chưa chết mà là tình cờ đi đến một nơi, cũng chính ở nơi đó đã cho tôi có thực lực hiện tại. Những ngày ở nơi đó, tôi luôn muốn quay lại với bạn. Cuối cùng tôi cũng quay lại, nhưng tôi phát hiện ra rằng bạn đã bị người của cửa hàng nấm mốc máu cơ. Tôi đi. đã tìm kiếm tin tức của bạn tại căn cứ huấn luyện năm Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thấy anh, nhưng tôi đã không làm tôi thất vọng. Lý Hiện Sen ra mấy năm nay là ta hiểu lầm rồi, người đi đi. Về nhà thôi. Vâng. Vâng, bạn là Lý Hiên. Ngươi là ai? Tôi là ai không quan trọng, nhưng có người muốn gặp tôi, không phải loại chó mèo nào cũng có thể gặp được. Người muốn gặp bạn tên là Lý Bắc Thần, cậu đang tìm hiểu về bố mẹ cậu. Bây giờ sự xuất hiện của Lý Bắc Thần này, quá khứ của cha tôi cũng nên dần dần rõ ràng hơn. Ông Ly, đi thôi. Thanh Tiền, anh về trước đi, tôi đi sẽ quay lại. Thiếu gia, người cậu muốn gặp đã đến rồi ngươi chính là lý bắc thiền mối quan hệ của cha tôi với bạn là gì ừ người cũng biết ở kinh thành người dám nói chuyện với ta như vậy rất ít nếu bạn không phải là ly với thái độ của anh ngày mai sẽ có thêm một xác chết ở nông thôn bắc kinh nếu ngươi không phải là người năm năm trước từng ra tay ngăn cản liên minh giữa trần gia và em người sợ tu anh luyện. không có cơ hội đứng đây nói chuyện với em ha 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 không hổ là người có chiến đào là người ủng hộ giọng nói quá kiêu ngạo chỉ là tôi hy vọng bạn có thể hiểu một chút cho dù là dị năng tổ ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu Hôm, bạn có thể đừng nói nhảm được không? Ngoài ra, tôi không phải là thành viên của một nhóm dị năng nào đó. Phát sóng người không biết không sợ hãi. Tôi cũng lời so đo với bạn. Nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết. Cha của bạn, Lý Bắc Ngũ, là anh trai khi tôi. Khi cha ngươi muốn cưới mẹ ngươi, bị đuổi ra khỏi gia tộc. Thậm chí trước khi gia đình phùng ra tay với cha mẹ bạn đã từng hỏi ý của gia đình Lý. Cô có biết gia đình họ Lý không? Đó có phải là những gì ông của bạn nói? hắn nói cái chết của lý bắc vũ không liên quan gì đến gia đình lý nếu như phong gia không giết được hắn hắn sẽ đích thân ra tay giết hắn không ngờ sự thật lại là như vậy phong gia giết cha mẹ tôi lý gia lại nói những lời tuyệt tình như vậy cha cho dù có sai lầm gì đi nữa đó cũng là con trai của ông ấy đây là thứ gì vậy đây thật sự là con trai phế vật của lý vi vũ sao sức mạnh như vậy thật kinh thiên động địa Ta ở trước mặt hắn cảm giác như là một cái bất cứ lúc nào đều có thể bị dẫm chết nô lệ. Chỉ mới 5 năm qua, chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Khiến hắn có được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Kể cho tôi nghe chuyện năm đó. Nếu không chết. Cha ngươi năm đó thiên phú tu luyện của hắn rất bình thường. Ngược lại, không có tự học trong kinh doanh. Chỉ là gia tộc tu luyện Lý Gia Tư có thể có địa vị hiện tại. Dựa vào uy danh của gia tộc tu luyện. Nhưng cha cô không thích tu luyện vì vậy cũng không được ông của bạn thích ông ấy không phải ông tôi bởi vì không có tài năng tu luyện có thể lạnh nhạt với con trai mình đến mức này thật là máu lạnh người như vậy cũng xứng làm cha sao năm đó nhà họ phùng muốn giết cha mẹ tôi có từng nói nguyên nhân không mặc dù tôi biết nhà phùng là vì một hạt ngọc nhưng nguồn gốc của hạt ngọc kia có tác dụng gì tôi thực sự không biết gì cả ta năm đó ngẫu nhiên nghe phùng gia nhắc qua một hai câu mẹ ngươi từ một chỗ mang theo đồ không nên mang theo cho nên phùng gia mới ra tay với cha mẹ ngươi Đúng rồi, Lý Hiên, lần này ngươi tới Kinh Thành là để đối phó với nhà phung phải không? Trước đây, tôi nghĩ anh không tự tin, chỉ nhìn vào sức mạnh hiện tại của bạn, có quyền làm dung chuyển mọi thứ. Chỉ là tôi vẫn muốn nhắc nhở bạn một câu gặp nhà không đơn giản. Có nền tảng của cô Luân Hư, được rồi, tôi biết rồi. Vì anh đã cứu cha mẹ tôi. Miễn là bạn không xáo phạm sai lầm của tôi, tôi có thể tha mạng cho anh, thậm chí có thể cứu mạng anh. Về phần gia đình Lý, tài khoản này tôi sẽ nhớ, sau khi ta tiêu diệt nhà họ Phùng, tôi sẽ tính toán rõ ràng. Năm đó các người làm việc, cha mẹ ta chết trong tay kẻ xấu. Một ngày nào đó khi tôi đến nhà đòi nợ. Đừng trách tôi tàn nhẫn. Ông Lý là như thế này, chiều nay có một bữa tiệc bàn đầu giá đồ trang sức. Nó được tài trợ bởi công ty của chị dâu Phen Kê Minh Bản thân Phen cũng sẽ tham dự, không biết bạn có hứng thú không? Được rồi, vậy nhà Phen, mê mơn, hãy bắt đầu với Phen. Là vợ tôi, Mạnh Thanh Thiền. Thanh Thiền, đây là trưởng nhóm nghệ năng chiến đào. Trường đoàn chiến đào nghe danh lâu lắm rồi. Lý người giàu không cam lòng. Đại thiếu gia Phùng khắc đến rồi, không xứng đáng là đại thiếu gia Phùng, sự phô trương này thực sự không ai có thể so sánh được. Không có cách nào, ai để cho người ta mạng tốt Bắc đây? Bắc Kinh Phùng ra ai dám trêu chọc? Mạnh Thanh Thiển, anh dám xuất hiện ở đây? Ông Ngụy, hôm nay là tiệc đầu giả do công ty Thiên Hằng tổ chức. Nếu anh có chuyện gì, tại sao không đợi sau khi bữa tiệc kết thúc trước khi xử lý? Quách tổng không phải là ta không cho Thiên Hành công ty mặt mũi. Cô biết hắn là ai không? Hắn chính là lịch sử thần thánh của huyết ma điện. Huyết móc điện kia cùng ta có đại thù. Năm đó tay của ta chính là bị huyết móc điện trưởng lão cho chặt đứt. Mấy năm nay ta vẫn không tìm được cơ hội báo thù. Không ngờ trời có mắt. Huyết móc điện lại bị người ta diệt. Tôi tưởng những người không có điện đã chết hết rồi. Không ngờ còn có cá lọt lưới nữa. Hôm nay bạn gặp tôi chỉ có thể coi là bạn không may mắn đã sớm nghe nói huyên mốc điện thần sử dài một bộ khuynh quốc khuynh thành dung nhan quả nhiên là cả rơi ngọc đóng trăng xấu hồ hoa chỉ đáng tiếc chờ một chút anh ta sẽ tiêu diệt ngọc vân tại sao bạn có sợ không không dám nói nữa huyên mốc điện của ngươi không phải rất uy phong sao bây giờ lập tức quỳ súng đánh cho tôi ba cái đầu Tôi nhi lát nữa sẽ cho bạn một khoảng thời gian vui vẻ để vợ tôi quỳ xuống dập đầu cho bạn bạn cũng xứng đáng Đây là ở bữa tiệc của nhà họ Phùng, ở đây giết người cũng quá không để cho Phùng ra vào mắt đi. Bữa tiệc đầu giá còn chưa bắt đầu đã xảy ra chuyện như vậy, tiếp theo làm thế nào? Hơn nữa trong trường hợp này giết người cũng quá không cho ta mặt mũi đúng không? Bạn bè là khách, nhưng bạn làm như vậy có phải là hơi đập phá nhà máy của nhà tôi không? Nhà họ Phong có giỏi không? Ta lần này chính là vì diệt Phùng ra mà đến. Hơi thở thật to, lại nói muốn tiêu diệt nhà Phùng ta, ngươi là cái gì? Đừng nghĩ rằng bạn biết một chút cung phu và nói như vậy. cậu chủ cậu không? có sao không có sao không giết thằng nhóc này cho tôi thảo dơ 8 đồng hừ chỉ bằng những quả dưa hấu nứt nẻ này của bạn cũng Thật muốn buồn giết tôi. cười làm sao có thế chủ dương còn muốn mời chủ ra tay bắt thằng nhóc này dương cầm ngọc tiên thiên kính sư phụ thái cực quyền dương lộ Thiên cuối triều thanh được gọi là dương vô địch mà hắn được người ta gọi là tiểu dương vô địch có hắn ra tay, thằng nhóc này hẳn là xong rồi. khen đến các có vẻ như sau này cậu ra ngoài phải mang theo thêm một Nhưng số cao sĩ này nữa. của bạn cũng quá yếu. chàng trai trẻ, đây không phải là nơi bạn quan tâm. bắt ngay. nếu không đợi tôi ra tay, bạn sẽ tan nát cõi lòng. chuyện của nhà họ Phùng, tốt nhất là đừng dính vào. nếu không sẽ tự sát. tôi và gia đình Phùng là bạn bè. Người ra tay giết người của Phùng gia. tôi có thể ngồi yên không để ý. nếu bạn biết chơi không tốt, vậy thì đi chết đi. Dương Cầm Ngọc này chính là tiên thiên cường giả, mặc dù không phải là bất khả chiến bại thực nhưng nhưng cũng sự. tuyệt đối thuộc về cao thủ hàng đầu, bị người ta tát chết. Đây phải là sức mạnh gì vậy bạn? Mày là ai? Bác Dương là cường giả bẩm sinh, làm sao có thể bị người giết yêu thuật? Người biết yêu thuật. Khu miêu. Tôi biết yêu, đừng giết tôi. Vâng. Sao anh im lặng thế? Phùng thiếu, phùng thiếu bị người giết rồi. Bị giết rồi là ai giết chết phùng thiếu gia tôi giết sao ngươi muốn đứng lên vì hắn sao tiểu tuấn can đảm không nhỏ dám giết phùng thiếu gia thật là muốn chết tôi và phùng thiếu sữa tốt anh em hôm nay nhất định phải báo thù cho để hắn để ngươi trả mạng nhiên tổng hắn không chỉ giết phùng thiếu gia còn giết con cừu nhỏ vô địch cái gì ta mặc dù thực lực rất mạnh nhưng cũng chỉ là đỉnh cao của đại sư tiểu dương vô địch nhưng là tiên thiên kính ai ngay cả tiểu dương vô địch cũng chết trên tay đối vậy phương. vậy tôi ra tay không phải là tặng đồ sao em trai này hiểu lầm Tôi không quen biết Phùng Thiếu Gia. Vừa rồi bạn nói chuyện không phải. Rất ngang sao, sao bây giờ mới nói là hiểu lầm muộn rồi. Ta giết người của Phùng Gia là bởi vì ta có thù với Phùng Gia. Tôi tin rằng các bạn có rất nhiều người ở đây có quan hệ tốt với gia đình Phùng. Vậy phiền bạn giúp tôi nói với nhà Phùng. Tôi cho nhà họ phong 3 ngày. Hãy để họ tập hợp mọi lực lượng có thể vội vàng. Sau ngày mồng 3, tôi sẽ đích thân đến nhà lấy đầu của gia chủ Phùng. Tại sao phải đợi ba ngày sau lại đến nhà diệt Phùng Gia? nếu là hôm nay giết lên phủng ra không thể tránh khỏi sẽ có do gì tôi cho anh ta ba ngày nhà họ phong biết thủ đoạn của tôi phải cố gắng hết sức để đối sử dụng tất cả năng lượng có thể bao gồm tất cả các thế lực liên quan đến nhà Lúc họ đó vừa vặn bắt hết bọn họ thì ra là vậy muốn gặp một gia tộc còn phải chờ người ta tập hợp hết sức lực toàn bộ lòng quốc ba cũng chỉ có lý hiên dám làm như vậy thôi nhưng lý hiên lại có sự tự tin như vậy à con trai tôi con là con bay của tôi năm năm trước tên rác rưởi nhà họ lý kia không chỉ không và chết. anh ta đã giết con trai tôi tôi sẽ xé xác anh ta thành từng mảnh nếu cái kia lý hiên nói ba ngày nữa sẽ đến cửa vậy ta chờ hắn là nên để cho người kinh thành biết năng lượng của phùng gia hai mươi con vận nhỏ đó 24 giờ ba ngày nữa ta sẽ dùng đầu của nó để tế lễ không ngờ rằng thời gian 5 năm gieo giống này lại có được thực lực như vậy thảo nào bắc thân lại sợ hãi hắn như vậy con dám nói muốn diệt phùng gia đầy cửa hắn làm sao biết được đại gia tộc như phùng gia có năng lượng như thế nào chỉ sợ ba ngày sau hắn sẽ bị phùng gia chém thành từng mảnh lão gia trên người hắn có huyết thống lý gia lại có như vậy võ đạo tự chủ bị giết thì tiếc quá đây là một viên dẫn hồn đan uống viên thuốc này nết dòng mới có thể do gia đình lý của tôi kiểm soát bây giờ ngươi tự đi gặp na nghe lại một chuyến miễn là anh ấy sẵn sàng hạ đan vụ. giờ cả đời nằm dưới sự kiểm soát của tôi lý gia ta có thể cho hắn một cơ hội sống sót một khi lấy được viên thuốc này cứ 6 tháng lại phải uống thuốc dài nếu không toàn thân hóa thành màu đen mà chết. Thưa ông, ông thật tàn nhẫn, được nhau đi. Thưa ông, tôi sẽ đi tìm ông ấy. Ngươi chính là Lý Hiên, ngươi là người của nhà họ Phùng. Tôi đến từ nhà họ Lý, cho dù cha người Lý Bắc Phú gặp ta, cũng phải gọi tôi là cả đời. Vâng, Lý Gia. Đến tìm tôi có việc gì vậy? Hôm nay tôi đến đây theo lệnh của gia chủ. Tài năng và thực lực của ngươi khiến gia chủ đối với ngươi động miệng tiết tài. Cho nên hắn quyết định cho ngươi một cơ hội trở về Lý Gia. Về nhà Lý thật buồn cười quay lại nói cho lý hùng chờ biết. ta diệt phùng ra về sau sẽ cùng hắn hào hào tính sổ sách năm đó và biến đi trước khi tôi cố giết anh vương bác dám nói chuyện với ta như vậy ngươi có biết ta tồn tại như thế nào không mê mơ nếu hôm nay không đến đây theo lệnh của gia chủ ta muốn cho ngươi xem thế nào mới là thực lực thật sự lý hiên phùng ra năng lượng đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục tôi có một viên đan dược ở đây miễn là bạn lấy nó ngoan ngoãn cúi đầu thừa nhận sai lầm trước mặt chủ nhà Lý gia có thể bảo vệ mạng sống của ngươi. Nếu người, bạn bỏ lỡ cơ hội này, kết cục cũng giống như cha mẹ ngươi. Đến lúc đó Lý gia cũng căn bản sẽ không giúp đỡ. Làm sao có thế? ta là Nguyên khí kính cường giả, bây giờ không có sức kháng cự. Phải biết Tiên Thiên kính đã là đỉnh cao của Long quốc rồi, Nguyên khí kính chỉ có những gia tộc đại gia đó mới có một hai người, nơi này rốt cuộc là sức mạnh gì? ngươi chỉ là con chó chạy của nhà họ lý dám nhắc đến tên bố mẹ tôi đừng đừng giết tôi thủ đoạn của lý hiên này cũng quá đáng sợ chủ nhân cử chúng tôi theo dõi hắn nếu như bị hắn phát hiện chúng ta chắc chắn sẽ chết hư nhà họ phùng như con kiến còn dám phái người đến giám sát ta thật là muốn chết Nhà Phung còn một ngày nữa là ngày chết của các người. À. Cha, cha có sao không? Ông bạn già của tôi đã bị giết. Chú Triệu và tôi đã ở bên cạnh nhiều năm. Như anh em. Làm sao tôi có thể ổn chứ? Nhưng sức mạnh của chú Triệu chỉ đứng sau sự tồn tại của tôi. Ta bảo hắn đi tìm tên khốn đó. Kết quả là chú Triệu đã chết. Chẳng phải có nghĩa là thực lực của cái loại ác kia vượt xa trí tưởng tượng của ta sao? Tôi đã nói với anh rồi, thực lực của Lý Huân này vô cùng đáng sợ. Hắn có sức mạnh hủy diệt Lý Gia. Hắn bây giờ bận rộn đối phó Phong Gia. Một khi Phong Gia bị hắn tiêu diệt, tiếp theo là gia đình Lý. Nếu không chúng ta bây giờ đi tìm Lý Hiên bồi thường đi, ông là ông nội của anh ấy. Nếu dân chịu hạ thấp thái độ nhận lỗi vì chuyện năm đó, Lý Hiên có lẽ sẽ đồng ý tha cho Lý Gia. Đồ khốn nạn. Lại để tôi đi bồi thường cho cái kia. Không thể nào. Cho dù cái kia loại có thức lực quái thiên thì sao? ta không tin hắn có thể lay động lý ra cũng chi nhà họ phùng cũng không dễ chọc như vậy nếu như nhà họ phùng không giết được cái kia vậy ta sẽ đích thân ra tay giết hắn chú triệu và là anh em tôi không thể chết trắng về phần cái kia giống như người trả rác rưởi của anh ta tôi chưa bao giờ coi anh ấy như người thân cậu là lý hiên đúng không chúng tôi là người của chuột võ đạo xin hãy hợp tác với chúng tôi về cô và gia đình phùng có vài người lớn muốn gặp anh xin vui lòng hợp tác đừng làm chúng tôi khó khăn Nơi này rốt cuộc là sức mạnh gì? Một đời tùy tiện lại có sức mạnh như vậy. Tôi không muốn nói lại lần nữa. Lý Hiên, sức mạnh của bạn tuy mạnh, nhưng tôi đại diện cho võ thuật. Cho dù đó là chuột võ đạo hay bất kỳ tổ chức nào khác, lại dám chạy đến chỗ tôi, lần sau sẽ không đơn giản như bay đâu. Cái này Lý Hiên thực lực cũng quả đáng sợ, không trách những người mà chân kim gia chủ phải đến đều chết. Chúng ta cách anh ấy rất xa vậy chắc Lý Hiên không phát hiện ra chúng ta đâu. Xen ra hôm qua cho Phùng ra một ít bài học còn không làm cho bọn họ nhớ Sao lâu anh. Sao anh dám cử người đến theo dõi tôi hả? Vâng ông Lý. Gần đây chuyện nhà họ Phùng xảy ra quá lớn. Bây giờ tôi đã bị đình chỉ công việc vì chuyện này rồi. Họ bảo tôi gọi cho anh. Muốn mời bạn đi qua. Lý Do nhận dạng, tôi phải gọi cuộc gọi này. Hãy nhìn xem, anh đã làm rất tôi nhiều thứ cho tôi. Tôi sẽ đi một chuyến. Trận chiến bị dừng lại vì tôi tôi muốn xem những người được gọi là đại gia này sẽ làm gì tôi khung sao anh dám có biết đây là đâu không dám xông vào trong mắt ngươi còn có vương pháp sao các người mời tôi đến đây người của các người đã đóng cửa tôi nếu ngươi còn dám nói thêm một câu nhảm nhí đừng nữa. trách tôi không khách khí tôi không có thời gian ở đây để nghe mấy chuyện vớ vẩn này Vị lão già này chính là đến từ Hộ Long các nghiệp dư võ. Là đại nhân vật chân chính bảo long các là cơ quan cao nhất của lực lượng tu đạo long quốc, mặc dù không rõ, nhưng quyền lực quá lớn, hiện tại lại có người nói chuyện với người lớn của Hộ Long các như vậy, có điên không? Lý Hiên, vừa làm phiền sự bình tĩnh của kinh thành, hành động vô, vô đạo pháp, tôi đề nghị đối xử với kẻ nguy hiểm này của bạn nên hối hận vì đã giết kẻ thù. Tôi muốn xem những người được gọi là đại gia sẽ làm gì tôi. Tôi không đồng ý mối thủ giữa lý hiên và nhà phùng cũng là nhà phùng ra tay trên mạng những gì chúng ta phải làm là hòa giải thay vì chủ động kết thúc Huông, lệnh cũ theo tôi được biết cô không liên quan gì đến lý tuyên này tại sao phải đóng vai một người như anh ta nếu không giết sớm tái họa vô tận mê mơ làm sao có thể nói là bảo vệ theo tôi biết cha mẹ của lý tuyên bị nhà họ phùng giết chết hắn muốn báo thù cho cha mẹ cũng là chuyện tự nhiên những gì chúng ta có thể làm là cố gắng giúp họ giải quyết hận thù quy định hành xáo của họ không mở rộng ảnh hưởng tuyệt đối không thể tùy tiện. Tôi ủng hộ ý kiến của giám đốc Lâm. Một người bị đình chỉ chức vụ làm sao có tư cách nói chuyện ở đây? Mau cút về đi. Được rồi, được rồi, tôi không có tư cách nói chuyện. Ông lui, chờ một chút, đừng hối hận. Ha 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 sau khi húm. Cậu bé hối hận. Ta biết người rất mạnh. Nhưng trong hội trường này, là rồng anh phải giữ nó, là hổ, anh phải hiểu. Nếu bạn dám thả lòng một lần nữa, để người giữ mạng ở đây, chị là không nhìn xem đây là nơi nào. Dám chạy loạn ở đây, hôm, một lũ chó vớ vẩn, nếu các người muốn chết, vậy tôi sẽ giúp các bạn. Cậu nói gì? Dám nói chúng ta là chó muốn chết. Dám giết tên lửa trước mặt chúng ta. Chúng ta cùng nhau ra tay tiêu diệt đứa trẻ này. có thể nói nhẹ thì giết chính lệnh tiền thánh thực lực của lý hiên tuyệt đối không phải là thứ tôi có thể lay động thậm chí toàn bộ người ở đây ra tay cũng không phải là đối thủ của hắn vậy lý tương có chuyện muốn nói hung in đi cậu đã ở đâu khi họ cố giết tôi bây giờ hãy đứng lên và giả vờ lại là giả người nói tôi? nhiều một câu chết Hừ, một đống thứ không biết xấu hổ luôn nghĩ rằng dựa vào thân phận của mình ai cũng phải cho các bạn khuôn mặt. Hôm phải nay không? tôi sẽ cho các bạn một bài học tốt. À, ta Diệp Vân Vũ là người của Hộ Long Các, ngươi dám bắt ta quỳ xuống sao? Không phải anh vừa nói muốn giết tôi sao? Tôi sai rồi, tôi sai rồi, làm ơn để tôi đi. không phải ngươi muốn hỏi tội của ta không sao? Không phải còn muốn xử phạt tôi sao? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Thì ra anh cũng có lúc sợ hãi. Tư thế cao trên cao của bạn vừa rồi đâu? Không, đừng giết tôi. Tôi biết là sai rồi. Bây giờ mới biết sai rồi. Trễ rồi. Khi anh đề nghị xóa sổ tôi, sao anh không có lòng thương xót nào? Nếu tôi là một người không có thực lực, có phải tôi sẽ cho bạn một câu và xóa bỏ tôi nó không? Tôi thực sự biết sai rồi. Làm ơn để tôi đi. Tôi không phải là phật, sẽ không tha thứ cho người khác. Vậy mày chết đi. tôi chỉ là báo thủ các người từng người một chính là muốn xóa sổ ta trừng phạt năm ta. đó nhà lý ta lên xuống mấy chục người bị diệt các người đau rồi hôm và tôi cảnh báo bạn chúng ta mặc kệ là chuột võ đạo hay là loại hàng gì lông cớ đừng dính vào chuyện của tôi ai đến ai chết không có ngoại lệ các có nghe chưa phùng gia mời tới chiến tông cường giả lý hiên lần này chắc chắn sẽ chết một đứa con của rác sưởi một số tài năng thì không biết trời cao đất dày chết cũng đáng chết hắn tưởng có thể báo thù nhưng không biết ngay cả tính mạng của mình cũng phải gánh giống chịu. như người cha tồi tệ của anh ta hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết lý hiên là huyết mạch của lý gia ta để tránh sự hiểu lầm của gia đình phùng lập tức đưa ra tuyên bố cha của lý tuyên lý bắc vũ đã sớm bị gia đình lý của tôi lý hiên ra chỉ khỏi là gia một loài hoang dã không liên quan gì đến gia đình lý của tôi ngược lại nếu là phùng gia không giết lý hiên ta lý gia cũng sẽ ra tay giết hắn vì chịu thúc cùng báo thù cho dù là chiến tông cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của lý huân Với ba lần hai lần phóng đại thực lực của lý hiên kia đừng để tôi nghe những lời như vậy nữa nếu không tôi cũng không ngại phế bỏ bạn trước lý tiên sinh vừa rồi lý gia công khai đưa ra tuyên bố nói cha người lý bắc phu đã sớm bị lý gia đuổi ra khỏi gia tộc nói bây giờ bạn không liên quan gì đến gia đình lý của họ con có lý gia chủ còn nói nếu như phùng gia không giết người hắn cũng sẽ đích thân ra tay giết người để trả thù cho triệu túc và một gia đình máu lạnh như vậy thực sự không cần phải tồn tại nữa cho ta tiêu diệt nhà họ phùng Tiếp theo là Lý Gia. Ông Ly, theo những gì tôi biết, mấy ngày nay cường giả vội vàng của Phùng Gia đã có mấy ngàn vị. Trong mắt họ, cái gọi là cường giả đối với ta mà nói chỉ là thứ ngay cả kiến cũng không tính là thứ gì. Ôi, Phùng Gia mời cường giả trong trận chiến nào côn luân đến làm chứng. Nghe nói người đó thực lực rất đáng sợ. Từng tự mình giết hại mấy chục vị cường giả nguyên khí kính. Vì mọi người đều vội vàng, vậy cũng đến lúc tôi phải ra tay rồi. Hôm nay anh sẽ ở trong nhà, đừng ra ngoài chờ tôi. Quay lại xem, tôi sẽ đợi cô ở đây. bạn chính là lý hiên đó tôi tưởng anh giỏi thế nào tôi thấy bạn không khác gì người bình thường nhưng mà ngươi lại dám đến nhà phùng hôm nay đây là nơi trốn cất anh nhà phùng là một đám tôm nhỏ ở cửa lại là để làm thức ăn gia súc cho đại bác làm sao có thế lý quyền căn bản không có động tác gì sao chúng lại biến mất ngươi ngươi là ác quỷ hú. Lý Hiển thật không ngờ tới, ta 100. lưu bên ngoài hơn 100 hộ vệ lại nhanh như vậy đã bị ngươi giải quyết hừ. Nhà phong của bạn không chỉ có những con tôm nhỏ này phải không? Lý Hiển, tôi biết sức mạnh của ba Ngươi cho rằng ta thật sự ngu ngốc đến mức chỉ phải hơn 100 bình thường Đó để chỉ đối phó với ngươi. Từ giây phút cậu bước vào nhà họ phù Ngươi cũng giống như bước vào cửa quỷ đừng nói nhà ở đây con thủ thuật nào thì cứ dùng đi nếu không anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa lý hiển bạn thật là kiêu ngạo nhưng tôi thực sự đã chuẩn bị cho bạn nhiều phần giày thấy chưa trong số 20... đó có 20 người hơn bốn mươi gia tộc đây mới là tầng hầm nhà họ phùng lý của tôi. hiện cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn có thể nghiền nát một tên tiên thiên nhưng giới bạn có thể nghiền nát hai tên ba tên còn có thể nghiền nát hai mươi tên thì không. ra những người này đủ để xé nát ngươi thành từng mảnh những người dám chủ động giết phùng ra nhất định có chỗ dựa cho nên ta đặc biệt mời đến từ côn lớn húc truyền tông cường giả kim trí ca kim tiên xã từng dùng một địch sĩ đánh giết mười vị nguyên khí kính cường giả theo những gì bạn nói đây là tất cả bài của nhà họ phong đúng không sao bây giờ biết sợ rồi sao bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin ta tha thứ tôi sẽ để lại cho bạn một quyền lực nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta tôi cũng có thể cân nhắc để lại cho bạn một võ sĩ quyền anh tiểu tử chết đến đâu còn miệng cứng trong trường hợp đó vậy chúng tôi sẽ đưa bạn xuống Làm sao có thế? Đây chính là vũ minh tiên thiên cảnh. Đủ để quét một bên, bây giờ lại bị giết nhẹ nhàng. Hơn nữa ngay cả cặn bạ cũng không còn sai. Đây là thủ đoạn gì? Mê mờ, năm đó nhà họ phóng giết cha Hôm mẹ nay, tôi. Hôm nay bất cứ người nào liên quan đến phủng gia đều phải chết. Cho nên ngươi đều phải chết. Đây là thủ đoạn gì? Đừng nói là nguyên khí kính. Cho dù mạnh đến đâu cũng không làm được. Đây đúng là quỷ dữ vốn tưởng rằng đã thiết lập được lưới trời đất ai có thể nghĩ tới mà lại dẫn tới một tôn ma thần sớm biết vậy ba ngày này thì nên chạy trốn rồi tiếp theo là các bạn anh ngươi cho ta ba ngày thời gian chuẩn bị là vì giết phùng giá huyết mạch bên ngoài người đi cho dù có quan hệ huyết thống với gia đình phùng chỉ cần hay không, là người có quan hệ với nhà họ phùng đều phải chết Đừng, đừng giết tôi. Tôi biết lý do thực sự cho cái chết của cha mẹ cô. Điều tôi muốn biết là tôi không cần phải lấy nó từ bạn. Theo trí nhớ của Phùng Vinh Vũ, năm năm trước Phùng Gia đột nhiên nhận được một phần lệnh truy sát từ cô Luân Khư, muốn đuổi theo một cô gái tên là Cố Mộc Vinh và phải tìm một hạt ngọc từ tay anh ta. Ngay sau đó Phùng Vinh Vũ đã biết muốn đuổi giết Cố Ngọc Vinh lại là vợ của Lý Gia thiếu gia Lý Bắc Mũ. Bởi vì Phùng Gia kiên kỵ thực lực của Lý Gia, Phùng Vinh Vũ quyết định trước khi động thủ với Cố Ngọc Vinh. Trước tiên đi hỏi ý kiến của Lý Gia chủ Lý Hùng. Nhưng Lý Hùng lại nói cái chết của Lý Bắc Mũ không liên quan gì đến gia đình vì Lý. Vì vậy, Cố Ngọc Vinh và Lý Bắc Mũ đều bị giết chết và họ muốn hạn ngọc nhưng không tìm thấy. Không ngờ người đứng sau thực sự lại là chiến tông của cô Luân Khư đáng tiếc vừa rồi trực tiếp giết chết Kim Chi Ca kia, nếu không có lẽ hắn biết nhiều nội tình hơn Phùng Vinh Vũ. Bây giờ chờ ta đi diệt Lý Gia, tiếp theo là Chiến Tông. Bất cứ ai từng làm gì với bố mẹ tôi đều phải chết. Vốn tưởng Lý Hiên một mình, công lực nhà họ Phùng chắc chắn sẽ chết. Ai có thể nghĩ tới Phùng Gia lại thật sự bị hắn diệt? Cái này thực lực mạnh như vậy. Chúng ta làm gì tiếp theo? Cái kia dã trùng tiêu diệt Phùng Gia hẳn là dừng tay đi. Gia đình Lý tôi dù sao cũng là người lớn tuổi trong sách. Hắn của anh có ấy. thể tấn công chúng ta sao? Anh ơi gia đình lý tô đều đưa ra tuyên bố cắt đứt quan hệ với lý tuyên cậu nghĩ ông ấy vẫn coi chúng ta như sách sao lý bắc thần anh đừng có hả hê ở đây nữa nếu như cái kia dã trùng thật muốn diệt lý ra bạn có thể không sao không nhìn mặt mày kìa một miếng cũng sưng lên tôi thấy một khi Lý hun đến người đầu tiên sẽ dập tắt bạn người được rồi ôn áo quá ta thừa nhận trước đây là xem thường cái kia ác giống nhưng chúng ta cũng không cần phải bồi rối. Đừng quên em trai thứ ba của các ngươi là người của Hiên Viên Môn. Con có chú hai của các ngươi càng là trưởng lão của Hiên Viên Môn. Bảo Long các có thể có thực lực này hôm nay không thể rời khỏi sự ủng hộ của Hiên Viên Môn. Nếu tên nhiếp phình đó thật sự giảm đến nhà Lý, ta tin rằng hộ Long các cũng sẽ không ngồi yên. Hả? Ha? ha ha, Tiên Nhi, bạn đã trở lại rồi. Mau lại đây để ông nội xem kỹ nhé. Mày là cái quái gì vậy? Cũng xứng làm ông nội của tôi. Lý sinh mặc kệ ngươi là cường giả như thế nào. Cậu cũng không thể nói chuyện với ông cậu như vậy. Lý Hùng năm đó cha mẹ tôi chết thảm, ngươi chẳng những thấy chết không cứu, con nói nếu như Phùng gia không giết được cha ta, ngươi sẽ tự tay giết hắn. Người như ngươi cũng xứng làm vợ à? Lý Tiên, ông ấy là chú hai của bà, ngươi đánh hắn như vậy sao? Ngươi không sợ bị người ta chọc vài cái cổ phiếu sao? Chú hai, khi nhà họ Phong đánh cha mẹ tôi, người chú thứ hai này đâu? Lý Tiên mặc dù ngươi đã tiêu diệt nhà Phùng, nhưng gia đình tôi không yếu như bạn nghĩ. Tuyệt, bạn yên tâm, ta lý ra 14. 19 tên tiên thiên ba mười tư tên quân sự đã chuẩn bị xong rồi, có thể chiến đấu bất cứ lúc Hôm nào. Hôm nay, tôi chỉ giết những người mà lý gia địch gặp phải, bây giờ muốn rời đi còn kịp. Chúng tôi cùng tồn tại với gia đình Lý, trong trường hợp đó, vậy tôi sẽ giúp các bạn trước. đây là thủ đoạn gì? 19, 19 tên tiên cảnh và 34 tên tông sư lập tức liên hóa thành huyết phú. Điều này dù cho cũng chỉ có cường quốc cạnh tranh mới có thể làm được. Lý Hùng, kế tiếp ngươi là lựa chọn tự sát. Hay tôi sẽ giúp anh kết thúc cuộc đời mình? Người của hộ Long Các cuối cùng cũng đến Chúng rồi. Chúng ta được cứu rồi. Lý Hiên, ta là trưởng lão của hộ Long Các, nha Mộc Bách. Hy vọng bây giờ bạn có thể bình tĩnh chấp nhận sự hòa giải của hộ Long Các của tôi. Vâng, tôi sẽ cho bạn một sự lựa chọn. Hút hoặc chết. Lý Hiên, người thật sự muốn cùng hộ Long Các làm, bất kể là ai ngăn cản bước chân của ta đều phải chết. Được rồi, trong trường hợp này, vậy ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh thật sự của hộ Long Các. Báo cáo gia hạn 30 ngàn hộ gia đình Long Ca Long Vị đã toàn bộ tụ tập. Luôn sẵn sàng nghe hướng dẫn của bạn. Ha ha ha, Lý Hiên la lực Hiên. với mạnh thì sao? Chúng ta có 30.000 con rồng. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là người tu luyện. Lý ba. Tuyên, bên trong và bên ngoài có tổng cộng 30.000 vị trí Bạn có dòng. dám trả lời. Sao tôi không dám? Tốt Lý Tuyên không chết. Lý Gia Nam An. Hiện tại thái độ của Lý Tuyên chắc chắn là đang tự đẩy mình vào đường cùng. Ngươi chắc chắn chỉ cần ta ra lệnh cả đời. Ngươi sẽ bị xé thành từng mảnh. Lý Lý Hiên, ngươi không thể giết ta. Ba. Giết tôi đi. 30.000 con rồng sẽ xé cậu ra từng mảnh. Ta muốn mạng ngươi. Chỉ là một suy nghĩ thôi. Cô có biết tại sao cô vẫn còn sống không? Mà là để cho bạn tận mắt nhìn thấy. Cái ba... gọi là 30.000 con rồng của bạn dễ bị tổn thương như thế nào trước mặt tôi. Sấm sét đến. Ba vạn vị rồng thì sao? Chỉ là một cái búng tay thôi. Ngươi, ngươi là thiên thần, thiên thần tưởng sĩ, các vị thần. Nếu không phải là thiên thần sao có thể có được sức mạnh đáng sợ như vậy? Dùng sấm sét làm vũ khí, Ba. trực tiếp tiêu diệt 30.000 vị trí đây dòng. vẫn là người mắng lý đầu tiên rốt cuộc là loại tồn tại nào nhà lý tôi còn chịu diệt nó là con trai của lý bắc ngũ nó là con trai của lý bắc ngũ nếu tôi chưa bao giờ tuyệt tình như vậy vậy hắn bây giờ chính là lý gia trí nhận ta lý gia thậm chí có thể đem toàn bộ côn luân khư đều dẫm dưới chân lý hiên tha mạng đi lý do tôi giúp gia đình lý cũng là bởi vì sau lưng lý gia có hậu cảnh của hiên viên môn nên tôi phải làm thế làm ơn giơ tay cao để tôi đi bây giờ mới biết cầu xin tha thứ muộn rồi khi cha mẹ tôi bị giết. Chỉ có Lý Bắc Thần từng ra tay ngăn chặn, cho nên Lý Gia chỉ có một mình Lý Bắc Thần có thể sống. Tiểu Trần, mau cầu xin Lý Hiên, tôi đều là người thân của anh ấy. Sao hắn có thể giết tôi? Làm ơn. Tôi đã nhắc anh nhiều lần rồi. Nhưng bạn đã nghe tôi nói chưa? Bây giờ nhớ ra đi xin Lý Huấn. Thật buồn cười, lúc trước khi nhà Phùng đến hỏi ý kiến của bạn. Cậu làm gì vậy? Ninh tử, ngươi muốn thấy chết không cứu sao? Lý Hùng. Hôm nay thần cũng không cứu được người. Chiến Tông và Hiên Viên Môn ở quận Côn Luân. Tiếp theo đến lượt anh. Ba vạn con rồng dưới sấm sét đều hóa thành cho tàn. Thủ đoạn này cũng quá đáng sợ. Các người tới đây làm gì? Ông Lý truyền vị trí rồng là nghiêm mộ bạch nhất quyết đi theo con đường riêng của mình. Bảo Long các phản đối ta lần này đại diện cho Bảo Long Các tới. Đặc biệt bồi thường cho bạn và ban cho bạn chức vụ trưởng lão Bảo Long Các. Nghiêm mộ bạch đã chết, tôi không muốn theo đuổi vụ Bảo Long Các nữa. Về phân trưởng lão, tôi không cần. Đúng rồi, họ nói cửa hiên viên có liên quan gì đến Bảo Long Các của các bạn. Hiên viên môn là đại môn phái của cô Luân Khư, có quan hệ mật thiết với Bảo Long Các. Bảo Long Các rất nhiều cường giả đều là từ hiên viên môn bồi dưỡng mà ra. Ngoài ra, con trai thứ ba của Lý Huynh Ly Bắc Hải hiện tại cũng đang ở trong cửa hiên viên. Chính là đệ tử diệt môn hiên viên môn. Và em trai của anh Lý đã ly hôn. Bây giờ còn hơn người lớn tuổi của cổng hiên viên. Ba. Không trách riêng mộ bạch dùng 30.000 hộ vệ cũng phải bảo vệ Lý Thì ra. ra là vậy. Đúng rồi, còn một việc nữa cần hỏi bạn. Ha ha ha, không biết Lý Tân Sinh muốn hỏi chuyện gì vậy? Trong ký ức của Phùng Vinh Vũ, năm đó người hạ lệnh truy sát mẹ tôi chính là vị tướng lĩnh đến từ chiến tông của chiến bộ. Cô có biết tên anh ta không? Giờ đang ở đâu? Sao, anh muốn giấu tôi điều gì à? Lãnh không có bói toán, nhưng có một vị tường đến từ Trăm Tông. Hắn tên là Mạnh Lăng Túc, hắn hiện đang sống trên đảo Hồng Kông. Nếu ông Ly muốn gặp anh ấy, tôi sẽ để anh ta đến Kinh Thành. Không cần. Tôi sẽ tự đi. Nếu đối phương là người của Chiếm Tông, vậy thì chắc chắn có liên quan đến chuyện của gia đình Lý năm đó. Hắn lại giảm đến Kinh Thành. Ông Lý, Mộng Lăng Tuyệt bây giờ đã sớm không đảm nhiệm chức vụ bộ chiến rồi. Cũng không liên quan gì đến chiến đội nữa. Nhưng bây giờ ông ấy là chủ tịch của liên đoàn và vị thế của liên đoàn đảo Hồng Kông rất cao. Gần như ngang hàng với thống đốc. Tôi không quan tâm anh ta cao bao nhiêu, chỉ cần năm đó thân gia diện lý gia ta một người ta cũng sẽ không buông tha. Kết quả hôm nay, hôm qua, xúc phạm lý tuyên này, đừng nói là hung lăng tuyệt, chỉ sợ là toàn bộ chiến tông đều bị diệt vong. Chuyện gì vậy? Có chuyện xảy ra trong gia đình. Lý gia ta là thế lực đỉnh cao của Long quốc, có ai dám động đến nhà Lý ta không? Chú ơi, chú bị sao vậy? Ta vừa rồi tu luyện đang đến lúc đột phá, đột nhiên tâm trí bồi rối, đột phá thất bại. Thật kỳ lạ, chuyện quan hệ tình dục làm tổn thương cái đó chỉ là nguyên nhân khiến tâm trí tôi bồi rối nhưng vẫn chưa tìm rất thấy. Rất có thể liên quan đến máu. Gần đây tôi tu luyện đến thời điểm quan trọng, không thể rời khỏi côn luân. Bắc hải, về gia tộc đi, xem trong gia tộc có xảy ra chuyện gì không? Chú hai. Con sẽ về ngay. Nếu trong thế túc thật sự có người cảm động Lý Gia, ta sẽ làm cho hắn cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. May mà tôi nhận được điện thoại từ Kinh Thành. Ba... Chạy mau, 30.000 con rồng bị một người tiêu diệt. Phương gia Lý Gia đều bị diệt môn. Kỷ lục như vậy thật khủng khiếp. Lý Hiên đó chắc là phi thường. Không phải những gì tôi có thể xử May lý. May mà gần đây có người của chiến tông ta ở đây luyện tập. Chỉ cần gặp họ. Cho dù Lý Hiên kia đuổi tới, ta cũng không cần sợ hắn hung năng tuyệt chạy rất nhanh. Bạn, bạn là Lý Hiên ở đó. Hôm, ai đã gọi cho bạn để trốn thoát? Nếu anh không liên quan gì đến vụ án nhà họ Lý, tôi sẽ không làm gì anh. Nhưng bây giờ có vẻ như anh biết điều gì đó. Mấy sư huynh, đây là người đang cố giết tôi. Hắn có thể bay lên. Chắc là cường giả phía trên nguyên khí kính. Mấy vị sư huynh phải cẩn thận một chút. Mộng sư đệ, cho dù là nguyên khí kính thì sao cái nào trong chúng ta không phải là nguyên khí kính bạn yên tâm đi có mấy sư huynh ở đây không ai có thể làm tổn thương bạn thằng nhóc mày có gan lắm nay cả người của tôi cũng dám đuổi kịp mày muốn chết như thế nào viên có mạnh không ha 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 đây có lẽ là một kẻ ngốc chân tông cho dù ở quận côn luân cũng là đại phái mấy vị sư huynh đệ này của ta bất cứ cái nào cũng có thể nghiền nát ngươi ngươi nói chân tông mạnh không mạnh dây dây giết nguyên khí. Cái này cũng quá mạnh phải không? Ba. Xem ra chuyện hắn tiêu diệt 30.000 vị rồng rất có thể là thật. Sao không có ai ra tay? Không phải vừa rồi nói đè bè tôi sao? Nếu không có thì tôi sẽ ra tay. Ừ. Đừng giết tôi. Ai đã gọi cho anh để trốn thoát? Đó là tộc trưởng của hậu Long Các, ông ta gọi điện thoại bảo tôi chạy trốn bởi vì năm đó diệt lý ra sự tình hắn cũng tham gia chiến tông kỳ thực năm đó hạ súng mệnh lệnh không chỉ cho phùng gia cũng đưa cho trưởng lão sau này mặt sau của nhà lý là xấu bàn xí bàn tay cũ đè bẹp mọi dư luận hơn nữa cây cột ngọc cổ kia thực ra đã bị trưởng lão xấu xí lấy được rồi hắn thông qua ta đưa cây cột cho chiến tông chỉ là nhà họ phong không biết vẫn đang tìm kiếm tung tích của cây cột đó vậy mẹ tôi là ai làm sao anh ta có được hạt đó tôi cũng không rõ mẹ cô là ai chỉ biết là hắn vừa xuất hiện ở quận côn luân thì bị thật xác mà hắn một cái không có tu sóng người bình thường nhưng lại mạnh mẽ từ trong chiến tranh bao vây bên trong chạy trốn đến thế tục nếu anh ta không kết hôn với cha cô và tiết lộ danh tính của mình tôi yên rằng ngay cả chiếm tông cũng khó tìm được hắn còn gì nữa không anh còn biết gì nữa không tất cả đều nói ra tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết rồi nhưng tôi không tin anh xem ra vẫn là dùng tìm kiếm linh hồn an toàn hơn một chút cái gì nghe nói loại thuật tìm kiếm linh hồn này sẽ phải chịu đau đớn ngàn đau vạn đau nếu ngươi biết thuật kiếm hồn vậy tại sao bạn lại hỏi nhiều như vậy đây không phải là đang đùa tôi sao tôi chỉ đùa thôi sao thế ngươi mạnh lang quyết định không nói gì ngươi chiếm tông đều đáng chết con có trưởng lão của bảo long các suýt nữa thì để anh ta vượt qua cái nào là tù trưởng Xin tu trưởng. Ông Lý, tu trưởng không có trong hộ lòng các. Hắn đâu? Ông Lý Hiên, đừng tức giận. 5 5 năm năm trước, mặc dù trưởng lão theo chỉ thị của chiến tông đến sở châu, nhưng hắn không giết cha mẹ cô. Tôi không đến chết. Mê mông nói vậy đi. Các người luôn biết tù trưởng làm gì. Các người biết hắn có liên quan đến chuyện Lý Gia Diệt môn năm đó. Thậm chí còn bảo vệ anh ta. Tôi em là các anh cũng biết chuyện hắn gọi điện thoại cho Mạnh Lâm Tước chứ. Vốn tưởng rằng sau lưng làm xấu chỉ có một mình trưởng lão. Bây giờ có vẻ như không ai trong số các bạn là tốt. Ông Lý. thủ trưởng lão ít chết nhất, không chết. Vốn ta chỉ muốn tìm thủ trưởng lão báo thù, nhưng nếu các người bảo vệ hắn như vậy, vậy thì đi chết cùng hắn đi. Cái gì? Người muốn diệt chúng ta hộ Long Các? Mê mơ, bảo Long Các có mạnh không? Xin lỗi vì đã dám làm tôi chết như Lý Hiên. Lý Tiên Sinh, đây là chuyện bọn họ đều biết năm đó khi Lý Gia bị diệt, nhưng năm đó chẳng những không ngăn cản. Bây giờ còn muốn che chở. Ngươi nói có nên chết không? Ngươi có phải cũng biết chuyện năm đó không? Ông Lý, tôi không biết. Vì lợi ích của chuyến đào, miễn cưỡng tin tưởng bạn một <laughs> lần. Có ảnh của trưởng lão thù không? Ông Lý, đây là trưởng lão. Tin thấy rồi. May mà sau khi báo tin cho Mạnh Lăng Tước, tôi đã bỏ trốn. Xúc phạm Lý Hiên, nó không an toàn trên khắp lòng quốc, bây giờ chỉ có đến Côn Luân Khư mới có cơ hội sống sót. Vậy Lý Hiên đi tìm Mạnh Lăng Tước không có thời gian một hai ngày căn bản là không tìm được, mà chờ hắn từ Mạnh Lăng Tước miệng biết được sự tồn tại của ta. Khi anh ấy trở về, khoảng 3 ngày sau, 3 ngày là đủ để tôi vào quận Côn Luân. Lý Hiên, sao anh đến đây nhanh như vậy? Vâng, làm ơn, kế hoạch của anh thật hoàn hảo. Nếu là cường giả bình thường, tôi em là để anh trốn thoát. Chỉ tiếc là nó vô dụng ở chỗ tôi. Miễn là tôi muốn, có thể ở bất cứ đâu trên trái đất bất cứ lúc nào. Sao anh lại ở đây? Mê mông trưởng lão xấu xí, chuyện gì vậy? Người là Lý Hiên. Ừ, anh biết tôi. Tất nhiên là tôi nhận ra cô. Tôi đã xem ảnh của bạn. Không phải nói anh đã chết rồi sao? Sao vẫn còn sống? Người nhà phùng cũng quá rác rưởi phải không? Để anh sống lâu như vậy, Sếp, anh không ở đây để bắt thằng nhóc này đâu. Bạn cần tôi giúp không? Lý Bắc Hải, ngươi thật sự muốn giúp Hàn đến bắt ta sao? Tôi là con trai của em trai anh. Em trai Lý Bắc phú thằng rác rưởi đó, nó cũng xứng làm em Lúc trai, trai tôi, tôi. Trục xuất hắn khỏi gia tộc đã là nhân từ rồi. Nếu là tôi, tôi đã kết liễu hắn từ lâu để rồi. Để không làm nhục gia đình Lý, thủ trưởng lão Lý nói muốn cho Hàn cái chết như thế nào? Mê mơ trưởng lão xấu xí, ông nói chuyện có nghi hắn chết như thế nào không? Bây giờ tôi đang nghĩ về cách tôi chết. Tôi chưa bao giờ thấy ai muốn chết như bạn. Thằng nhóc lập tức đầu hàng. Tôi và trưởng lão xấu xí ở đây. Hôm nay cho dù ngươi có cầm cánh cũng khó thoát được. À. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại bị đánh? Hơn nữa bị tiểu xúc sinh kia một kẻ tát cho rút bay. Làm sao có thế? Ta là thiên kiêu của cửa hiên viên. Mày dám đánh tao? làm sao có thế? Ta đường đường nguyên khí kính cường giả ở trước mặt hắn lại không có sức chống trả. Hắn rốt cuộc là cái gì? Thực lực từ Bắc Hải rất mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh hơn tên sát thần này? Lý Bắc Hải cho bạn ba lựa chọn, một là họa táng, hai là tình yêu, ba là ngàn đào vạn chém. Lý Hiên, đừng làm em sợ. Chú là Được không? chú của con, chúng ta có cùng một dòng máu trong cơ thể. miễn là bạn để tôi đi. Ta lập tức cầu xin ông nội ngươi cho ngươi nhận tổ tông, đó là điều bố con luôn muốn. Đó chỉ là mong muốn của bố tôi. Không phải mong muốn của tôi. Chỉ có thể nói là bố tôi bị mù. Chọn một trong ba cách chết đi. Đừng phí công sức nữa. Ta ngay cả Lý Hùng cũng giết sẽ không bỏ qua cho người. Cái gì? Anh đã giết bố tôi. Tôi không chỉ giết Lý Hùng. Còn có Lý Bắc Xuyên. Lý Bắc Nhạc và toàn bộ Lý Gia đều bị ta tiêu diệt. Toàn bộ Lý Gia đều bị người diệt không thể nào. Hắn nói thật đấy. Không chỉ có Lý Gia, Phong Gia cũng bị hắn tiêu diệt. Ngoài ba... ra còn có 30.000 vị trí dân của Long Và lý do tôi cả... ở đây là vì anh ta đang theo đuổi tôi. Tôi khuyên bạn nên chấp nhận số phận của Trước mình. mặt Lý Hiên đừng nói là người. Ngay cả chủ lý nghị của cậu cũng không có cơ hội. Tôi không tin anh ta. Làm là... sao có thể giết chết 30.000 con rồng? Cho dòng. dù chủ nhân của cửa hiên viên cũng không làm được. Tin hay không cũng không sao. Điều quan trọng là anh đang chết. Nếu anh không chọn, vậy tôi sẽ chọn giúp bạn. Hỏa thiêu ngàn đào vạn chém và luyện hồn ba lại. Thật ra chính là luyện hồn tàn nhẫn nhất. Vì anh và tôi có quan hệ huyết thống. Chọn linh hồn đi. Mang đất băng, tôi chọn hỏa táng. Tôi chọn hỏa táng được không? Hừ, bây giờ mới chọn muộn rồi. Lửa này sẽ cháy trong 7749 ngày, làm cho bạn đau khổ. 7749 ngày sau ngươi có thể hồn phi phách tán. ly sinh, anh không chết được. Tiếp theo đến lượt bạn. Tiếp theo đến lượt bạn. Anh ơi! đây không phải là lý bác hải của hiên viên môn sao. là ai mà độc ác như vậy đặt linh hồn của mình vào bên trong để luyện tập cấu sư đệ chờ một chút đại sư huynh sư đệ này săn hồn chi pháp chính là thượng cổ ma môn bí pháp người có thể thi triển pháp thuật này thực lực dù sao cũng là người mạnh mẽ nếu người làm vỡ hạt này chẳng phải là muốn đắc tội với người thi pháp lớn sao người phía sau hắn mạnh mẽ thì sao tôi cũng không phải là người ăn chay húng chi ta thật quen sợ người ma môn sao Tất nhiên là không, tôi rất quen mặc dù không ở quận Côn Luân, nhưng ngay cả ba thế lực hàng đầu ở quận Côn Luân cũng không dám gây rối với chúng, chúng tôi. Chúng tôi xây dựng sức chiến đấu mạnh nhất, không cần sợ ai. Tình hình tự nhiên có thể không có điều cấm kỵ. Vậy thì thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ tách hẳn này ra. Ta muốn xem người thi pháp có dám đến tìm ta phiền phức không? Ta một kiếm này mặc dù không dùng quyền nhưng lực, nhưng cũng mạnh mẽ. Tôi không thể tách hạn này được làm bằng phép thuật. Hú. Có người đang cổ cứu Lý Bắc Hải. Thật là muốn chết. Cái bàn này là của tôi. Ngươi cũng dám phá cho cứu người. Mê mông anh dùng từ tính và những thứ tàn nhẫn khác. Linh hồn hôm, hôm nay của tôi không xăm. chỉ muốn làm vỡ hạt này. Hơn nữa phải giết ngươi vì trời đất. Chiên gì dày giết? Gấu cảnh mạt là thiên kiêu thật sự quen thuộc. Lực mặc dù không mạnh bằng hắn, nhưng chắc chắn không yếu, thật là khủng khiếp. Là người nào dám giết chân kiếm quan của ta? Là trưởng lão chấp pháp đến, hắn chính là chân kiếm thói quen tu luyện độc đoán tồn tại. Tính nóng này, sức chiến đấu vô song, tôi giết người đó. Tìm chết. Làm sao có thế? Chúng ta đã gây ra loại tồn tại khủng bố nào? Thật kỳ lạ muốn chết. Lạ thật. Mẹ Tô Tô đưa bạn đi ăn ngon được không? Được rồi, được rồi. Cửa hàng nấm mốc máu đã bị phá bạn hủy. Bạn đã có một cuộc sống rất nhàn nhã. Trên thị trường, tôi là lịch sử thần thánh của cửa hàng nấm nhiên, mốc máu. Tất nhiên tôi biết một số bí mật của cửa hàng nấm mốc máu. đại của cửa hàng nấm mốc máu là Vạn Bảo Tông, quận Côn Luân. Chủ cửa hàng nấm mốc máu thực ra chỉ là một người Đức trong số Vạn Bảo mà thôi. Huyết mốc điện bị diệt, ngươi là thần sĩ của đền máu nấm, không muốn xây lại huyết mốc điện báo thù cho chủ cửa hàng, nhưng lại đến đây để tận hưởng, người biết tội. Bây giờ quỳ xuống và tự cắt một ngón tay để trừng phạt. Lại đem huyết mốc điện bị diệt nguyên nhân hậu của nói cho ta nghe. Chúa ơi, ta đã quyết định rút khỏi huyết mận điện, hy vọng sau này bạn đừng tìm tôi nữa rút lui nhưng không có điện nếu bạn muốn rút lui nhưng không có điện chỉ có một khả năng vậy là anh đã chết không ngờ ngươi lại đã tu luyện được nguyên khí kính rồi thảo nào dám đối đầu với tôi nhưng vẫn chưa đủ tôi là đỉnh cao của nguyên khí kính chúa ơi bây giờ tôi không phải là đối thủ của bạn nhưng có một điều tôi phải nhắc bạn chữ run mà chồng tôi để lại trong lòng bàn tay tôi vừa mới được kích hoạt anh ấy sẽ quay lại sớm thôi nếu người dám đọc đến mẹ con chúng ta không chỉ anh ngay cả thực lực sau lưng người cũng sẽ bị diệt vong chồng bạn ha 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 thực lực của ta mặc dù toàn bộ long quốc chi địa đều không người có thể ngăn cản chồng tài. cô là cái quái gì vậy dám đụng đến vợ con ta muốn chết thanh Thiển, anh không sao chứ Tôi không sao, tôi chỉ sợ làm lũ trẻ sợ. Có bố mẹ ở đây. Đoá đoá không sợ đâu. Tiểu tử, ta là đệ tử của vạn bảo tùng. Quận Côn sao Lân? anh dám làm tổn thương tôi? Ta muốn cả nhà ngươi xuống địa ngục. Tôi là đệ tử của vạn bảo tùng. Quận Côn Luân. Sao anh dám làm tổn thương ta tôi? Ta muốn cả nhà ngươi xuống địa ngục. Sư phụ. Mai phải làm chủ cho các đệ tử. Đồ Nhi được lệnh điều tra sự kiện huyết ma điện bị diệt Kết vong. quả bị người này bắt bị thương nặng. Ngay cả đệ tử của vạn bảo tông ta cũng dám làm bị Miệng thương. nhỏ, ngươi thật là muốn chết. Hú. Không ngờ ở nơi thế tục lại có cường giả như vậy. Miệng nhỏ, tôi nhờ khuôn mặt của bạn rồi. Ngày tới bàn thể của tôi sẽ đến tìm bạn để giải quyết tài khoản. À. Tôi muốn bỏ đi. Cô sen thường tôi quá rồi đấy. Không ngờ thực lực thanh niên trước mắt lại đáng sợ như vậy. Hú. Tôi xuất hiện ở đây chỉ là một câu phân thân. Cho dù người giết phân thân cũng không ảnh hưởng đến bản thể của ta. Đánh từ xa. Ngươi lại có thể đánh chết bản thể của ta từ xa. Làm sao có thế? giết đoàn thể ngươi là cái gì miễn là tôi muốn toàn bộ vạn bảo tông ta đều có thể xóa bất cứ lúc nào không ngờ ngay cả sư phụ cũng bị tiểu tử này giết chết không chỉ là ngay phân cả bản thể thân. cũng bị hắn cùng nhau tiêu diệt nay ta vốn tưởng rằng tu luyện đến nguyên khí đạo ta đã rất mạnh rồi không ngờ lại so sánh với cường giả của cô luân hư chẳng là gì cả tôi phải cố gắng tu luyện không thể là gánh nặng của bạn thực lực của ngươi của thật thấp hơn một chút ta vốn định để ngươi tự tu luyện như vậy nền tảng vững chắc chắc quá ta đột nhiên nghĩ đến có một phương pháp khác có thể làm cho thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên sẽ không có nền tảng không ổn định phương pháp nào nghỉ ngơi đôi để thực thi pháp luật cho có gì tìm tôi thánh tuyết mau về đi sư phụ của bạn đến nhà rồi nói có việc tìm bạn sư phụ ta chính là một vị cao thủ điện ảnh truyền hình của cô luân khư nổi tiếng trong số những người nghỉ ngơi sao hắn lại đến thế gian sư phụ ý đồ còn không quỳ xuống sư phụ không biết thành tuyết đã phạm sai lầm gì ông sẽ làm tôi quỳ xuống đã phạm sai lầm gì trong lòng ngươi không có sỉ nhục sư huynh ngươi kỳ diễm trở lại thế tục là để kết hôn với bạn và bây giờ anh ấy đã chết con nói cái quái gì vậy cái chết của anh ấy có liên quan đến bạn không có liên quan đến tôi Hắn căn bản không xứng làm sư huynh của ta. Anh ấy muốn cưới tôi không chỉ vì vẻ đẹp của tôi. Hơn nữa là nhìn thấy tài sản của gia đình hắn Diệp. Hắn đáng chết. Đổ đi. Hà Câu là đệ tử đáng giá nhất của ta. Tôi chết vì anh. Cho dù anh ta thích tài sản của nhà bạn thì sao? Tài sản của Diệp ra có thể dùng cho hắn. Đó cũng là vinh dự của gia đình bạn. Cho tôi biết ông ấy chết như thế nào. Ai đã giết hắn? Tâm trí của ông Tần. Có gì nói cho tốt? Sư phụ luôn thích kỳ diễm, nhưng không ngờ lại thiên vị đến mức này. Sư phụ, ngài chắc chắn muốn trả thù cho kỳ diễm. Tất nhiên, bất cứ ai đã giết đệ tử của tôi, tôi sẽ xé xác anh ta thành từng mảnh. Được rồi, thả tôi ra, tôi nói cho anh biết. Sư phụ xem vì lợi ích của ngài truyền cho tôi phương pháp tu luyện, tôi khuyên bạn thêm một câu nữa. Đừng trả thù, giết người kỳ diễm, người không thể chọc nổi. Con đĩ, đừng nói chuyện báo động ở đây nữa. Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn bảo vệ hung thủ, nói cho tôi biết kẻ giết người là ai ngay lập tức, nếu không tao sẽ giết mày và thằng cha vô dụng của mày. Hư cái này Tần Thái Phong lại muốn tìm Lý Hiên báo thù. Đây rõ ràng là đang tìm cái chết. Tần Tuyết mà anh ta muốn biết thì nói cho anh ta biết đi. Hy vọng bạn không hối hận là được, người của Sa Kỳ Yến là cháu trai tôi, tên là Lý Hiên, tôi sẽ gọi cho anh ta. Mày không thể nói với hắn để hắn trốn thoát. Hãy đưa tôi đến với anh ấy ngay bây giờ. Ta muốn ngươi và hắn cùng đi với đệ tử của ta. Ngươi là ai? Mau buông bỏ tâm huyết của tôi. Hôm, trái tim ở đâu? Cút ra khỏi đây. Thả gì tôi ra? Tôi không muốn máu của cô dính vào gì tôi. Vai. Chính là người đã giết đệ tử của ta và một số đệ tử khác của tôi, phải không? Ta không chỉ giết đệ tử của ngươi, còn sẽ giết người, như vậy sư đệ các ngươi có thể đoàn tụ. Thằng nhóc Tôi, Tần Thái Phong, có một biệt danh ở quận Côn Luân tên là Tần Bà Vương, bởi vì bất cứ ai chống lại tôi sẽ bị tôi xé làm đôi. Ta nghĩ ngươi nên gọi là Tần Vương Bát, điều này phù hợp hơn với tính khí của bạn. Ta sẽ không để mày chết nhanh như vậy đâu. Ta sẽ xé cánh tay của ngươi ra trước, gãy chân mày nữa. Cuối cùng bè gãy cổ của bạn đó là lời khuyên tốt. con trai, con sắp chết rồi, con dám chiêu khích lão phu tìm chết. phương pháp của bạn thực sự tốt. thực lực của ngươi là gì? trong thế gian sao có thể có người mạnh mẽ như ngươi? mày là ai? đến địa ngục tìm câu trả lời đi. Di ơi, gì có sao không? Mê tôi ổn. Đúng rồi, gì? Hắn vẫn chưa gặp cô. Thanh Lý, đây là gì? Di ơi. Di ơi, nhà Lý ở Kinh Thành đã bị tôi tiêu diệt tôi rồi. Tôi dự định xây dựng lại trang viên nhà Hơn họ Lý. Hơn đám người Lý Hùng không xứng làm ông nội của tôi. Tôi muốn mở lại gia phả. Chào gì? Tôi ủng hộ anh. Thiên Tuyết Kỳ Yến không thể quấy rối bạn nữa. Hãy ở lại với tôi. Diệp Tân Tuyết. Lưu Công Tử, chúng tôi không tôi thích Tôi chưa hợp. muốn yêu. Tôi chỉ muốn nâng cao trình độ của mình thiên tuyết ngoại trừ em anh không còn tìm được một cô gái xinh đẹp và dịu dàng Hừ. như em nữa nếu ngươi không hợp với gì ta ngươi liền đi tay vực tìm thêm một cái nữa có rất nhiều cô gái như gì tôi chìa khóa đều là chân thành đến tìm đối tượng ngươi nói là thật sao tất nhiên bạn xem mấy cô gái này so với gì tôi cũng không tệ phải không ở đây đâu có nhiều người đẹp như vậy đều là bên trong tâm vực này chuyên tìm đối tượng bạn xem trên này đều là đơn hàng gần chúng tôi Người đẹp vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nhân cách đặc biệt tốt. Bạn cứ chọn tùy ý. Chọn rồi, không cần thêm bạn bè là có thể. Thoại chưa video. còn thành viên, cũng không có giới hạn. Rất tiện lợi. Cái này vừa lên mạng sẽ có người đẹp gần đó. Bạn, chào bạn. biết thêm bao nhiêu cái? Nhìn thật đấy, lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện. Bạn bấm về tiếp theo ở góc dưới bên lần trái trước là sau được. Sau khi nói với Hoàng Khương Thái, chưa được một tháng là có đối tượng rồi. Đại hội luận đạo 10 năm một lần của truyền tông sắp được tổ chức rồi. Tôi gọi lại Kim Chi Ca nhiều lần nhưng không có phản hồi. Chẳng lẽ hắn ở trong thế túc xảy ra chuyện? Kiến trước ca là nguyên khí kính cường giả. Trong thế tục, tiên thiên cảnh biến đã là đỉnh cao rồi. Có ai có thể làm tổn thương hắn không? Bộ đồ truyền tin là thứ tôi dùng để liên lạc. Nó còn quý giá hơn. Chỉ cần trên người hắn lập tức sẽ có cảm ứng. Ba

sáu mét sáu mươi dâu. dầu

20.